Xin em đừng nói với anh ta rằng em đã từng yêu một người như anh. Xin em đừng khóc mỗi khi đau lòng. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Một ngày thì mình xin chúc toàn thể anh em luôn là vui vẻ và leo rành thành công. Clip này mình làm về vì tưởng đó là mơ gắn gá. Đã là rất lâu rồi thì mình chưa làm về mơ gắn gá. Có khá là nhiều bạn yêu cầu đó là làm mình làm về mơ gắn gá đi. Thì ở clip này mình sẽ làm đó là mơ gắn gá đi mịt nha anh em. Thì đối với mơ gắn gá về giai đoạn đầu game là một chất tưởng cực kỳ là mạnh. Đặc biệt thì mơ gắn gá vô cùng khó chịu bằng cái khả năng giật độc. Thì tận dụng cái khoảng thời gian đó là chất tưởng mạnh và phám khá là nhanh. Thì mình sẽ sáng cướp búa sánh của tém địch nha. Triều vấn tém địch thì cướp búa đỏ. Thì triều vấn đã vẫn đáng bến ở búa đỏ. Thì mình sẽ ghé qua đó là búa sánh. Còn nếu mà triều vấn ở búa sánh thì mình sẽ ghé qua đó là búa đỏ. Nhưng mà anh em đi cướp thì cũng nên nhớ phám xong level 2 rồi mới đi cướp nha. Thứ nhất đó là lương đám của mình tốt hơn. Thứ hai đó là mình sẽ không bị thọt đám lính đầu tiên. Nhiều anh em mình thấy đó đi cướp, nhưng mà anh em vào cướp luôn, cuối cùng thì anh em cướp được búa của tém địch nhưng mà mất ngay đó là 3 con lính. Thì khi đó anh em cũng trả lời gì cả. Mà anh em phải biết tận dụng đó là những con lính này. Bây giờ thì chắc chắn đó là rừng tém địch thọt rồi. Mà rừng tém địch thọt thì xíu nữa mình không sợ nhá. Chất tưởng kiều vẫn đầu game đã yếu rồi mà không lấy được level 4 nữa thì càng yếu. Món đồ đầu tiên mình lên cho nó là cái phương hoang lê. Tiếp đến mình sẽ lên cho nó đôi giày để có thể tăng tốc chạy đi gánh sẽ tốt hơn. Và này mình sẽ pính ở tiền công luôn này. Rồi ngô khỉ của tém mình lại rồi, bật tốc hành lên chơi luôn anh em ơi. Rồi 1, 2, 3 dính độc rồi này, lên bảng điểm số 5 điểm rồi anh em ạ. Nhưng mà pha này thì chưa có ôn tí. Chơi luôn, sợ cái gì, mình chuẩn bị có ôn tí. 3 điểm, 4 điểm rồi, rất độc phạt này. Dính độc chết này. Đấy, lên bảng điểm số liền à. Đối với mơ gắn gà thì đã dính 5 điểm rồi, cho dù có chạy thì cũng lên bảng điểm số mà thôi. Pha này chơi luôn. Theo là tém địch liêu có cái tốc biến nữa hay không. Ui, chạy nhanh thế. Chưa lấy được trù anh em ạ. Ui, khá là đáng tiếc khi mà chưa lấy được cái trù này. Ồ, triều vấn lại rồi. Ôi, triều vấn. Chơi luôn, ngài ngung cái gì rồi. Pha này mình chuẩn bị có chiêu cuối này. Rất độc phạt hồi phục máu kính gì luôn. Lên bảng điểm số. Hai người lên bảng điểm số rồi, 5 điểm rồi. Pha này thì tạm biệt triều vấn. Chắc chắn triều vấn phá đỏ thì cho dù có chạy đi chăng nữa thì cũng bị rất độc chết mà thôi. Đấy, rất độc chết triều vấn và có cái triple cứu dành cho mình. Nói chung tâm khoảng 7 đến 800 máu thì anh em đừng có chạy làm cái gì. Chạy rồi cùng lên bảng điểm số rồi, pha này thì lại bị rất độc chết anh em ạ. Thế luôn này, với mơ gắn gá chơi ức chế cực kỳ. Mình thì ở tém bên kia thì cũng cực kỳ là ức chế nhá. Bởi vì mình đã chạy thoát được rồi nhưng mà vẫn bị rất độc chết thì gọi là siêu ức chế luôn. Thì khi mà anh em tích được 5 điểm rồi thì rất độc chiêu cuối không khác gì đó là sốc đám luôn anh em ạ. Cực kỳ là kính luôn. Nó tích được nội tài càng nhiều, tích được điểm dấu ấn trên tường địch càng nhiều thì rất độc càng thấm nhá. Rồi pha này 1, 2, 3 rất độc phạt này, lên bảng điểm số này. Ui, pha này xạ thủ của tém mình khá là thấp.
Mình có cái trường bắn rồi nữa thì làm chấm xíu phế kèm thêm cái bùa đỏ này thì ủa pha này giật độc này. Lần này thì giật độc xíu phế luôn anh em ơi, chơi luôn. Lại đây mình búp máu cho anh em ơi. Hồi máu cho liên tục này, hồi máu liên tục cho đồng đội luôn này. Rồi pha này giật độc phát này, rồi theo là tém bàn. Theo là tém bàn liều có chạy được hay không, nhưng mà cái kết thì không chạy được. Đấy, anh em có thể thấy nắm điểm thì rất độc cực phế luôn rồi. Pha này cứ thả anh em ạ. Vừa búp máu cho đồng đội vừa chơi luôn. Ôi, pha này bị choáng phạt nhưng mà rất độc phạt sốc đám luôn kìa. Cùng lên bảng điểm số nhưng mà cái kỳ thi mạng của mình đổi đi đó là 3 mạng của tém địch luôn. Double kill. Thề luôn này rất độc siêu thích luôn anh em ạ. Nhưng mà quan trọng anh em được xả nha anh em. Anh em mà không được xả thì cực kỳ là khó chịu luôn. Hoặc là đặc biệt thì anh em bị ám sát bằng nhiều sát thủ, ví dụ Kiều Vân chẳng hạn. Nếu mà anh em bị ám sát thì khá là khó chịu, nên anh em phải giữ vị trí để xả sát thương nhá. Mười hai điểm hạ gục, nhiều gấp đôi tem luôn. Thế món đồ tiếp theo mình sẽ lên cho nó cái vương biển nha anh em. Rồi Vân Ca. Tội nghiệp Vân Ca, con búa xanh cũng không ăn được luôn. Bây giờ tém mình có tà thần rồi. Với con tà thần này thì sẽ cống trụ dễ dàng hơn nhé. Bởi vì bên mình thì xà thủ chất tường tay ngắn, nên là với con rồng tiến phòng thì sẽ cống trụ dễ dàng hơn. Chơi luôn anh em ơi. Rồi pha này quăng phạt này, quăng phạt này. Ui, tém mình quẩy hết rồi anh em ạ. Trâu bò đến từ lửa bố, trâu bò đến từ cơ rép nữa thì quẩy tém đi lên bảng điểm số hết rồi. Pha này á thú này rất độc phạt ngùm luôn. Và trận đấu thì chắc chắn kết thúc ở đây rồi anh em ạ. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Bye bye.